Dạ, con chào mẹ. Cô đến đây làm gì? Nhà tôi chỉ mời một người khách thôi. Bao năm qua con đã nghe lời mẹ, con đã tránh xa anh Nam rồi. Nhưng mà mẹ thấy anh Nam có hạnh phúc hay không? Người mà anh Nam yêu là con, chứ không phải là cái... Để im đi. Tôi cấm mà không được nhắc tới mẹ tôi. Đi vô trong đi con. Mẹ có thể ép buộc một người miễn cưỡng ở bên một người khác, nhưng mẹ không thể ép buộc được một trái tim hồi nghĩ đến người mà mình yêu thương được. Cô có nghe mẹ cô nói không? Và bây giờ cô chọn đi. Cô đi về với mẹ cô, hay là ở lại ngôi nhà này để dự tiệc với chúng tôi? Ngày hôm nay con thật lòng tới đây là muốn mừng thọ nội mà nội. Cô nghe con cô nói không? Nó còn biết tình, biết lý hơn cô nữa. Tôi cho cô một lựa chọn. Nếu con gái cô ở lại Nam Thiên và sẽ trở thành cháu nội của dòng họ Nguyễn Hoàng, với duy nhất một điều, cô rời khỏi nơi đây, biến khỏi Việt Nam và đi khỏi mắt chúng tôi càng sớm càng tốt. Bao nhiêu năm qua rồi, vậy mà mẹ vẫn giữ ý định buộc con phải rời đi hay sao hả mẹ? Con đã gần này tuổi rồi, con biết phải đi đâu? Nếu như không có, không có con, không có chồng con ở bên cạnh. Ai là chồng của cô? Con trai tôi chỉ có một người vợ duy nhất là Lệ Bình thôi. Hạnh xuân ơi, anh nguyện giữ lấy yêu thương, trái tim chân thành vẹn nguyên. Phong ba như gió sương, còn những ký ức chỉ là một cơn ngất mơ. Vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại.